ណាស់មកវាសូមចម្រើនពរនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានិងការស្ដាប់នៅពេលនេះអាភិមនឹងបានឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្អូនរត់ខ្មែរគាត់សួរយូរហើយតែអត់មានពេលនឹងការឆ្លើយលើអាត្មាឆ្លើយជូនតែម្ដងគាត់រៀបរាប់អំពីសេចក្តីលំបាករបស់ពុកម្ដាយដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយពុកម្ដាយនឹងយូរហើយអញ្ចឹងដូចគាត់ចាំដល់ពេលធំទៅស្រាប់តែពុកម្ដាយនឹងស្លាប់ចោលទៅហើយគាត់មានប្រាក់ខែឬក៏ប្
đăng thờ bụng đáy còn đang tọp con này nà này ta cua phơ bón ấy đầm bầy bàn chuột quạt nó vừa quạt sập từ hồi chẳng tọp con quạt á mà phía xong chà lao ấy tam bột được cả bọc 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 xong đầy bị tù này tìm bọc con miền pram về bụng đáy ruột nơ chạc tới dừng châm tùm đùm rộng quạt anh chẳng ta đang con bần tay bọc xong đầy tù này tìm chông khao thà bờ sân nà chìa bụng đáy sập tới nó tờ phơ bón tệ khả nà nó bật tiên là tìm chung tới quạt miền tập năng tới dương bảy trăm tập song chiết khối chiết ấy chiết thì với dương phương bàn chuột chiết khối của bàn đấy bàn tay ở vậy đây sầm khán cứ một phút bỏ sầm đây tha bây dương đăng côn hai con lập tới dương thử phương bon ở tư chun còn là ngay miền tây bon của so lên để ai ở tư chun còn tập bàn năng thưa ở vậy cao về nút gọi bàn này chẳng dương phương bon tới về miền đợi bon chỗ nam chủng bên ấy chẳng tới dương phương bon ở tư chun còn tới nên đại hạ thập băng scroll bên đây mệnh băng scroll nó ngồi lục đấy thì dương vô chẳng hắn nó từ bậc kia lục hay là tư chậm này tiên đại dương bàn thừa nó đo quạt anh nó bàn bàn chậm này 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 bồn của sao đại dương bàn thừa chẳng dương bạch chậm đo pin sập đang chậm top côn quá đại dương thừa nó pin đang tới nắp bỏ nâng pin nào đại dương đằng côn nó pin nào đại dương nặc hơi nặc bụng đại sập chào luôn hay dương ở bàn thọ bấy còn dương thừa bồn chun quá tới nâng miền bậc song pi ong bay ong buồn ong rồi còn dương thừa bồn bậc chạy buồn rồi còn bồn khô bay chun quá chẳng tới anh nắng cái là dương ở tư chấm này có so chun quạt từ tam là dạng nắng anh nắng mà phía sông sỏi chun ổn và nắng cùng bảy trăm chiết khối ấy bảy chiết khối chun quạt tiết là nắng còn lo đây vấn đề ở đây là khăn dương đang được nông viên nít vừa bón được từ chun quạt từ bỏ chẳng mà phía sông sỏi chun ổn và nắng còn sông ạ một tuần này.